qua một công ty nhỏ. Bố đã bảo luật sư chuyển quyền sở hữu sang tên cho con. Em cứ ở đây mà làm cái chức giám đốc của mình đi. Không cần phải nhìn mặt con chị ấy nữa. Còn Dành kia đã lên mặt với mình, sau này chắc chắn mình sẽ mất hết. Mình chỉ là con nuôi, ông ta chỉ cho mình công ty con, còn công ty lớn thì để cho con ruột của ông ta. Cho nó biến mất mãi mãi đi. Bố bảo con đi tìm em, con đã tìm chưa? Chắc nó đi đâu vài hôm rồi về thôi mà. Cầm lấy cái ký đi. Ký đi, nhanh lên, ký đi. Bố, để con đưa bố đi bệnh viện nhá. Không cần đâu con ạ, công ty còn bao nhiêu việc, đừng bỏ lỡ cơ hội quan trọng. Và con phải cố gắng mà học hỏi để nay mai còn quản lý công ty. Nhưng con lo cho sức khỏe của bố quá. Bố ơi, bố uống thuốc đi ạ. Em đi làm đi, hôm nay chị ở với bố. Vâng, em sẽ cố gắng về sớm ạ. Con đi bố nhá. Bố ốm quá, chắc chẳng còn nhiều thời gian đâu con ạ. Sao bố lại nghĩ thế ạ? Bố phải khỏe mạnh để tiếp quản công ty chứ. Công ty chúng ta có một công ty nhỏ. Bố đã bảo luật sư chuyển quyền sở hữu sang tên cho con. Bố, sao bố lại... Đây là tất cả những gì bố có thể làm được cho con. Em con sẽ tiếp quản công ty lớn. Có những chuyện sau này con mới hiểu. Tại sao em lại hủy dự án bên chị Trình lên như thế? Mọi người đã mất bao nhiêu công sức ở dự án này đấy. Kế hoạch đó có nhiều chỗ không ổn. Không phải là hủy mà chỉ tạm dừng để tính toán lại thôi. Chị đã mất bao nhiêu tâm huyết vào đó đấy. Chị à, kế hoạch này thật sự không ổn. Còn rất nhiều chỗ không ổn. Chỗ nào không ổn? Đây là công ty, chị đừng lớn tiếng như thế. Lớn tiếng thì làm sao? Chị là chị gái của em cơ mà. Em không thể nể mặt chị gái mình được à? Em không có ý đó. Em... Được rồi, em cứ làm giám đốc đi. Em có quyền quyết định. Em cứ ở đây mà làm cái chức giám đốc của mình đi. Không cần phải nhìn mặt con chị ấy nữa. Chị Ly. Biết là để ở đâu. Chắc là ở đây thôi. Hay là ở chỗ luật sư nhỉ? Ở nhà không có. Ở đây cũng không có. Sao mà giấu kỹ thế? Mình phải tìm bằng được bản di chúc đó. Còn Dành kia đã lên mặt với mình, sau này chắc chắn mình sẽ mất hết. Con nuôi.
mình chỉ là con nuôi. Hèn gì ông ta chỉ cho mình công ty con, còn công ty lớn thì để cho con ruột của ông ta. Cuộc công bao nhiêu năm nay mình chăm sóc, yêu thương cái gia đình đấy, mình chỉ là con nuôi. Cho mình có tí tài sản, ông ta không hề yêu thương, không hề yêu thương mình như mình nghĩ. Bố phải chịu khó uống thuốc vào thì mới mau khỏe. Con chào bố ạ. Sao hôm nay em về sớm thế? Cái hợp đồng bố giao cho em hoàn thành rồi chị ạ. Hôm nay cả nhà mình đi ăn ở ngoài nhá, chị không phải nấu nướng gì đâu. Em cũng bảo cô giúp việc về trước rồi. Chị thấy hơi mệt, em với cả bố cứ đi ăn đi nhá. Chị ốm à? Em nhớ chị có vẻ mệt. Hay là em mua thuốc cho chị nhá? Không cần đâu, em không cần phải làm thế. Chị biết trong lòng em không có ý định quan tâm chị đâu, chỉ là em muốn thể hiện cho bố biết thôi. Sao chị lại nói như thế? Em đâu có ý gì đâu. Không có ý gì, thế tại sao em khoe việc hoàn thành hợp đồng với chị? Chị biết em luôn hoàn thành tốt mọi công việc mà bố giao, em rất giỏi, nhưng không cần phải thể hiện với chị. Sao hôm nay chị lạ thế? Hay là có chuyện gì à? Chuyện gì hay không thì em phải là người biết rõ nhất chứ. Em luôn tìm mọi cách để đánh bại chị. Em thành công rồi đấy. Đi đi, đi ra ngoài đi, đừng để chị nhìn thấy mặt em nữa. Bây giờ đã thể hiện như vậy rồi, không thể cho nó biết mình chỉ là con nuôi. Chắc chắn nó sẽ không cho mình thứ gì đâu. Mình phải làm gì đó. Cho nó biến mất mãi mãi đi. Mà đấy là em gái cô, có cần thiết phải nặng tay thế không? Đấy không phải là việc của anh. Cảm thấy làm được thì làm, không làm được thì thôi. Bình tĩnh đã, đang nói đùa tí. Yên tâm đi, tôi làm việc gọn gàng sạch sẽ, không cần phải lo. Thế thì làm cho cẩn thận vào, đừng để ảnh hưởng đến tôi. Thế nhá. Cho bố xin cúc nước con ơi. Bố uống nước đi. Chuyện bố bảo con đi tìm em, con đã tìm chưa? Con tìm rồi nhưng mà không thấy bố ạ. Mà chuyện ở công ty bố yên tâm nhá, tất cả con đều lo liệu được hết. Chuyện của công ty thì bố không lo, mà lo cái chuyện của em con. Sao con là chị đó mà con cứ bình thản như thế hả?
Chẳng lẽ con lại không lo lắng đến tính mạng của em con? Lo lắng thì có ích gì hả bố? Công an họ cũng đang tìm, mà chuyện ở công ty cũng đâu phải là chuyện bé, đang loạn hết cả lên kia kìa. Chắc nó đi đâu vài hôm rồi về thôi mà. Con quá đáng lắm rồi đấy. Con có phải là con của bố không? Đúng thế. Tôi có phải là con của ông đâu. Bây giờ ông mới chịu nói ra à? Cái gì? Mày... Bố tưởng tôi không biết bố giấu cái bí mật đấy bao nhiêu năm qua, rồi cho tôi công ty con rách nát cũng là vì như thế à? Không phải vậy. Chuyện đó... Lại không phải đi. Bao nhiêu năm qua tôi yêu thương bố, tôi tưởng bố cũng yêu thương tôi. Công sinh không bằng công dưỡng. Bố biết khả năng của tôi với con Liên ai hơn ai, vậy mà bố vẫn phân biệt đối xử vì nó là con đẻ của bố. Công ty này mới có nhiều điều kiện để phát triển nếu con làm tốt, nhưng nó vẫn là công ty mà con ông quản lý. Ông có tin tôi đâu. Ông cho tôi trên danh nghĩa nhưng vẫn đứng đằng sau thâu tóm, quản lý tôi còn gì. Đừng hiểu lầm, bố không có ý đó. Bố biết và tin vào khả năng của con nên bố mới giao công ty cho con. Ông nghĩ tôi sẽ tin những lời ông nói á? Tôi chuẩn bị hết rồi, ông chỉ việc ký thôi. Mày sao? Ông vừa nói ông tin vào khả năng của tôi còn gì nữa. Thế nên hãy cho tôi quyền tiếp quản toàn bộ tài sản của ông đi. Ông yên tâm nhá, tôi sẽ giúp ông làm cho nó phát triển ngày càng vững mạnh. Rồi tôi sẽ không để ông thiệt đâu. Bây giờ cầm lấy cái ký đi. Ký đi, nhanh lên. Ký đi. Nhanh, chị đi. Thưa bác. Chị làm gì vậy? Chị định giết bố đấy à? Mày, sao mày lại... Chị nghĩ là tôi đã chết đúng không? Xin lỗi, số tôi cao quá nên tay giang hồ chị thuê không giết nổi tôi đâu. Bố lùi mày khôn lớn đến nhân này, thương mày như con đẻ. Vậy mà đến bây giờ mày định giết em, ép bố để cướp tài sản. Ly ơi là Ly, sao mày tham thế hả con? Chị yên tâm, tất cả những việc chị làm tôi đã báo với công an rồi. Tên giang hồ cũng đã bị bắt. Chị cứ chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù đi. Đừng hòng, mày có chứng cớ gì? Mày tưởng mày thoát được mà mày vênh mặt với tao á? Đừng có mà mơ. Để xem tôi có dọa chị không nhá. Còn bây giờ, chị cút ra khỏi nhà tôi. Cút! Mày dám đuổi tao? Sao lại không? Chúng tôi yêu thương chị, nhưng tự chị cho rằng mình không phải là người ở cái nhà này, rồi gây ra bao nhiêu tội ác. Chị cút đi và gánh lấy cái nghiệp mình gây ra đi. Vô ơn! Bố ơi, níu kéo bố ấy. Chị ra khỏi đây khi tôi còn nói chuyện tử tế với chị. Chị lấy oán báo ơn thì phải nghĩ đến ngày hôm nay chứ. Mời chị đi cho. Được. Hai người cứ đợi đấy. Bố, con về với bố rồi đây. Con về là bố mừng rồi.